mới có tin nhắn tố cáo cậu 5 năm trước nhận hối lộ. Sao? Báo cáo, tôi vừa nhận được tin nhắn, định lên báo cáo các đồng chí đây. Nếu thằng Hoàng có tội thì tôi tống cổ nó ra khỏi ngành ngay, chứ còn đề bạt với bổ nhiệm cái gì nữa. Nhưng vấn đề là cái kẻ nào đứng đằng sau để chỉ đạo vụ này, cái kẻ đó mới là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như nó có quyền hành ở trong tay thì nó phá nát cái nội bộ này. Các anh khẩn trương gọi thằng Nguyễn lên đây. Dạ. Anh ạ, bên viện kiểm sát phê rồi, xin anh cho triển khai ngay ạ. Anh bị làm sao đấy? Anh bị cảm à? Anh có cần vào viện không ạ? Hay là để em gọi? Em chào anh ạ. Em chào anh ạ. Các chú cứ tiếc cho mày, đang yên đang lành tự nhiên đi dính vào cái đấy, để nỗi mất cả nghề. Mà vợ con thì đang đề huề thế, tự nhiên đi theo cái con làm gì cơ chứ. Các chú đã đuổi việc cháu, bây giờ còn nói chuyện nhân nghĩa làm gì. Đời cháu, cháu muốn sống thế nào thì tùy, liên quan quái gì đến các chú. À, chú hỏi là hỏi thế thôi, chứ mày sống thế nào thì mặc xác mày chứ. Các chú đâu có thời gian rảnh mà nói chuyện phiếm với mày. Hôm nay gọi cháu đến đây là hỏi về cái tin nhắn. Tin nhắn đấy của cháu đúng không? Vâng, cháu nhắn đấy. Tại sao nhắn? Nhằm mục đích gì? Cháu nghe bảo ông Hoàng sắp lên phó phòng ma túy. Cháu thấy ông này không xứng đáng làm chỉ huy, nên tố cáo việc ngày xưa để các chú nắm được. À mà mày đã ra khỏi ngành đến hơn 3 năm rồi ấy nhỉ? Vâng, thì sao ạ? Thế sao vẫn có số của đảng ủy và ban giám đốc? Ồ, thì danh bạ điện thoại công an tỉnh vẫn ở nhà cháu. Hồi đuổi việc cháu các chú có thu đâu. Nhưng mà có chuyện gì ạ? À thì chú có hỏi thế, tò mò tí thôi. Mà ai nói với cháu ông Hoàng lên chức? À, cháu đi chợ thấy mấy bà bán rau bảo thế. Mấy bà bán rau mà biết chuyện công an tỉnh, mà còn biết đích xác cái lúc các chú đang họp để mà nhắn tin tố cáo. Bà nào mà giỏi thế, tí nữa đưa chú ra gặp chút nhé. Cháu chả nhớ đâu, đi chợ thấy mấy bà béo béo nói chuyện cơ quan, cháu thấy hay nên đứng lại hóng, chả biết ai lại ai cả. Mày nói nghe cái chuyện ngay cứ như chuyện cổ tích ấy. Thì cháu có cần các chú phải tin cháu đâu, nhưng chuyện cháu tố cáo ông Hoàng là có thật. Để không nói oan cho người ta, cháu mang luôn 50 triệu tiền nhận hối lộ từ ngày xưa mang lên nộp cho công an tỉnh. Việc cũng xảy ra cách đây 5 đến 6 năm rồi. Lúc ông Hoàng còn làm đội trưởng, chúng cháu bắt được thằng mua, bật tường phang thằng bán. Thằng này xuống tiền, ông Hòa bảo chúng cháu chỉnh sửa hồ sơ để gẩy nó ra ngoài, coi như chưa bắt được. Sao? Có chuyện đó sao? Mà thằng cái tên gì? Vụ nào nhỉ? Chú cứ hỏi ông Hoàng vụ bắt thằng Tú Dẻo trên cầu treo Bản Bông là năm nào. Mà cẩn thận, hỏi ông ấy trụy tim đấy. Anh à, anh bị sao vậy? Sao mặt mũi lại tái mét thế này? Sao? Có chuyện gì à? Dạ không, em tưởng anh bị ốm, em vào hỏi thăm sức khỏe thôi ạ. Hình như chú có chuyện gì muốn nói với anh thì phải. Dạ không ạ, anh không sao là tốt rồi, em xin phép ạ. Dạ thế, thế thằng Tú Dẻo bây giờ ở đâu? Sau vụ đấy cháu nghe bảo nó dính HIV, chết rồi. Cái vụ đấy có những ai tham gia bắt với cháu? Cũng lâu rồi, để cháu nhớ.
Hình như là... À, cháu nhớ rồi. Vụ đấy có cả thằng Triều và ông Thắng cũng nhận tiền như cháu. Báo cáo anh, tôi nhất quyết không tin có chuyện này. Cần phải làm rõ, coi chừng đây là cái chiêu ly gián phá hoại nội bộ. Đòn đẳng cấp mẫu giáo, ngớ ngẩn. Với lại, lời khai của thằng Nghiện phải trừ hao đi tương đối. Tuy nhiên, cũng phải kiểm tra lại xem thời điểm vụ đó thằng Thắng, thằng Triều đã về đơn vị chưa? Ý anh là sao? Ý tôi là nó đang lệnh ông thừa ở vụ này. Được đấy. Ta làm ngay đi. Không chụp được à? Cứ tiếp tục bám nó rồi báo cáo tôi ngay. Thế nào? Dạ, đối tượng vào quán cà phê ngồi một lát rồi đi ngay. Không có thằng nào đến à? Không anh. Hay là bị động? Cũng có thể. Toàn dân trinh sát với nhau cả, bắt bài nhau nhanh lắm. Đáng sợ nhất là cái bọn lưu manh có đào tạo, hay nói cách khác là cái bọn có đào tạo thoái hóa thành lưu manh. Cái bọn này á, nó còn ghê gớm hơn cái bọn đầu đường xó chợ nhiều, là bởi vì nó lưu manh có phương pháp. Cho nên tôi phải kiên quyết loại bỏ cái bọn này ra khỏi đội ngũ. Chuyện của cậu Hoàng anh định thế nào? Còn tính cái gì nữa? Đình chỉ công tác, viết bản tường trình, giao cho thanh tra tổ chức xác minh. Tôi lại có ý khác. Sao? Nếu mình làm như vậy thì chúng nó sẽ đạt được mục đích. Thực sự suốt từ chiều giờ tôi cũng suy nghĩ mãi. Tôi nghĩ cái người làm việc này là phải nói rất khá về công tác tổ chức cán bộ. Vì cái thời điểm phát tin rất nhạy cảm. Chúng còn biết rất rõ quy định trước khi đề bạt bổ nhiệm mà có đơn tố cáo tiêu cực thì phải dừng hình để xác minh và kiểm tra. Ý anh nói như thế là đơn vị anh cũng có virus à? Đơn vị bằng cái lỗ mũi mà cũng nhiều chuyện nhỉ. Thời buổi này, chức tước được coi như là tài sản. Thằng nào cũng muốn nhoi lên vì đẳng cấp, chứ đâu có vì cái chúng, vì người dân đâu. Nếu ở PC04 mà còn quá phức tạp, theo tôi ta bỏ phương án tại chỗ. Điều mà cấp trưởng ở đơn vị khác về, hoặc có thể giao cho một phó giám đốc kiêm trưởng phòng. Đợi đến khi ta chọn được người xứng đáng thì tính cũng chưa muộn anh ạ. Được, tôi sẽ cân nhắc. Đây cũng là cái dịp để tảo thanh nội bộ. Tất cả những thằng thủ đoạn, thằng cơ hội chính trị, thằng hãnh tiến sẽ bị gạt bỏ ra khỏi bộ máy. Năn bỏ được những ung nhọt này thì cơ thể mới khỏe mạnh. Chúng ta sẽ để lại cho đời sau một lớp cán bộ tốt. Đó chính là trách nhiệm của người già chúng ta. Chừng nào tôi còn ở lại cái đơn vị này thì tôi sẽ kiên quyết làm việc này cho đến cùng. Vâng, tâm nguyện của chúng tôi cũng thế.
và sẽ sát cánh với anh trong cái công việc hệ trọng này. Vụt đi thôi. Cảnh sát đây. Ôi cậu, tôi kiểm tra giấy tờ. Tên là gì đây? Quan hệ thế nào với người này? Không biết à? Thế là bán dâm rồi đúng không? Ai điều đến? Dạ, số chú Huy Mật. Ai dẫn khách? Anh Nguyễn. Giá rổ thế nào? 5 lít em trả quán 2 lít. Anh biết rồi, anh lấy hình thầy không? Anh vào hát ạ, mời anh vào. Nguyễn, anh đã bị bắt. Ngồi xuống, đưa tay ra sau. Sao lại bắt tôi? Không nói nhiều, các đồng chí, ra đi. Đi. Thả tôi ra.